lộ ảnh hiếm sinh nhật của Song Joong Ki sau 2 năm ly hôn Song Hye Kyo. Vẫn điển trai nhưng có một điểm gây xót xa. Netizen nhận ra sự thay đổi rõ ràng ở Song Joong Ki trong dịp sinh nhật hậu ly hôn. Đã gần 2 năm kể từ ngày cặp đôi đình đám xứ Hàn, Song Joong Ki, Song Hye Kyo đường ai nấy đi, nhưng dân tình vẫn không ngừng bàn tán, soi động thái của cả hai. Không thể phủ nhận rằng sự nghiệp của hai diễn viên đã bị ảnh hưởng rất nhiều hậu ly hôn. Bên cạnh danh tiếng, có thời điểm ngoại tình của Song Joong Ki cũng không còn tươi tắn vui vẻ như trước, lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. Mới đây, fan dậy sóng trước những hình ảnh chưa từng công bố từ sinh nhật 35 tuổi của Song Joong Ki từ tháng 9 năm nay. Mặc dù vẫn bảnh bao và điển trai, nhưng nhiều netizen cho rằng thần sắc của nam diễn viên không còn như trước. Không ít ý kiến cho rằng Song Joong Ki chịu ảnh hưởng sau vụ ly hôn, nhưng cũng có nhiều fan cho rằng anh chỉ mệt mỏi do lịch trình đóng phim dày đặc. Sinh nhật sau 2 năm ly hôn của Song Joong Ki giờ đây gắn liền với đồng nghiệp, bạn bè và ekip, không còn hình bóng người con gái đặc biệt nào nữa.